Hello bạn, hôm nay mình quay cái clip để mình tập bắn ná các bạn. Thì các bạn chơi bắn ná slingshot thì muốn cho mình được bắn tốt và tiến bộ thì ở nhà chúng ta phải có cái chỗ để tập bắn. Chúng ta phải thiết kế cho mình một cái chỗ tập bắn để lúc rảnh rỗi chúng ta bắn thường xuyên thì nó mới có cảm giác và cái trình độ bắn ná của mình nó mới nâng dần lên được. Thì khoe với các bạn, đây là cây ná mình mới mua lại được, cây ná bắn TTF. Thì đây là nhà, đây từ chỗ mình đứng đây là cái chỗ cái giường này, đây đến cái chỗ mà cái bia tập bắn của mình á là 11 mét các bạn, mình đo rồi đó, 11 mét. Thì đó, thì cái bia tập bắn của mình là mình làm một cái lồng như vậy, có một miếng da để tập bắn. Còn ở trên kia là trên trên chỗ nóc nhà này cũng có một cái bia tập bắn, thì để mình bắn những cái vị trí ở trên cao các bạn, giống như bắn chim chẳng hạn. Còn nếu mình muốn bắn thi đấu thì mình sẽ bắn ở vị trí này, là nó cao tầm 1m40. Đó, từ đây vào đó là 11 mét các bạn. Thì để mình quay một chút cái clip về tập bắn cho các bạn ha. Rồi, bây giờ mình đi ra ngoài đây nè. Ok, mình sẽ đặt camera ở đây để mình zoom lại. Đây, mình đặt camera ở đây và mình sẽ ở trong đó, ở trong nhà đó mình bắn ra. Sửa sửa lại một chút cho đẹp. Rồi, ok. Bây giờ các bạn theo dõi mình tập bắn nha. Để coi thử mình bắn 20 viên là trúng được mấy phát nha bạn. 20 viên, mình bắn 20 viên nha. Xuống thôi, lấy cái ghế cũng được, hát hát đây, trời ơi cũng lùn thôi, đừng có đu. Rồi ok,
Hello. Mình bán tầm 30 viên các bạn. 30 viên thì trúng được tầm 15 phát. Được 50% số điểm các bạn. 18 lần à? 30 viên thì trúng được 18 lần. Chắc 15 lần gì đó. Nói chung là được trung bình là 10 phát mới trúng được 5 phát các bạn. Thì cần phải luyện tập nhiều. Thì mình cần phải luyện tập nhiều các bạn. Ngày nào mình cũng luyện tập, sáng trưa chiều tối gì đó mình luyện tập đủ cự ly 10, 12, 15 rồi đó. Rồi các bạn muốn đi săn thì các bạn luyện tập ở mục tiêu cao hơn thì nó sẽ tiến bộ hơn. Ok, clip hôm nay là clip tập bắn thế là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.